Hello, xin chào em. Vâng thì K40, vest thì K40. Một sản phẩm đang rất hot tại thời điểm hiện tại. Bên mình mới về hôm qua kia rồi, nhưng mà bán rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay thì mình mới có cơ hội mình làm anh em cái clip là mình sẽ bóc hộp nhanh cái sản phẩm này xem bên trong nó như thế nào. Và sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài cái Google và cách mà chúng ta đăng ký để có thể một tuần sau ấy, để chúng ta có thể chạy được ROM tiếng Việt, ROM quốc tế, ROM EU ấy, có tiếng Việt nhá. Thì đây là sản phẩm sách tay thị trường nội địa Trung Quốc này, nó chưa có tiếng Việt đâu. Đó, nguyên siêu nhá. Đó, nguyên siêu xịn như này này. Đấy, đó, nhìn cái hộp tôi biết là Redmi K40 không? K40 rất là to ở đây. Thì đây là phiên bản Redmi K40 thường thôi, còn phiên bản cao cấp hơn là Plus hay Pro gì đấy thì nó sẽ là màu đen. Đời nào của siêu Redmi thì chúng ta cũng đều biết là như thế rồi đúng không? Đó, thì ngay từ ban đầu hộp thì chúng ta có thể nhìn thấy nổi trội chữ K40 rất là to ở đây. Đó, các phiên bản có thể sử dụng 5G, nó tương tự như cái hộp của chiếc Redmi Note 9 5G ngày trước ấy, là chữ nó sẽ được màu vàng như thế này. Đó, phía bên cạnh này chúng ta sẽ có một cái tên đơn giản là Redmi K40 5G. Đây, bên này này. Đó, phía dưới này thì có cái hình khủng long cơ thuộc thôi, mình không hiểu cái lý do vì sao là Xiaomi nó luôn luôn có con khủng long ở trong dòng Redmi K gần đây. Thì anh em nào biết về cái này thì có thể giải thích giúp mình nhá. Đó, đây, đơn giản đây là logo của Mi đây. Đó, và ở dưới này. Ồ, trên nắp hộp thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy logo của Mi nữa nhỉ. Đó, ở dưới này nhá, ở dưới này là thông tin cơ bản. Thì đây là phiên bản hiện tại mình đang có ở trên tay ấy, là phiên bản Redmi K40 RAM 8 bộ dòng 128, thì hiện tại bên mình đang bán với giá là hơn 9 triệu. Để biết chi tiết thì anh em có thể vào website mbm.vn nhé, hoặc là comment dưới video thôi thì mình sẽ báo giá cho anh em, thì giá nó sẽ thay đổi theo thời gian. Giá thời điểm hiện tại là mình đang bán là hơn 9 triệu. Hơn 9 triệu đấy. À, so với phiên bản 8GB 128GB nhá. À, và mình cũng không nhớ là cái này nó là màu gì nhỉ. Thôi tí mình bóc hộp để mình xem thôi, chứ quên mất. Bình thường mấy em bên kho có nốt màu đây và bên quên mất mình đây, cái này mình không biết là màu gì, mình chỉ biết là như siêu thì mình bóc thôi. Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp nhá, mình sẽ mở hộp thật nhanh thôi, tại vì là mình cũng không phải là chuyên gia review, mình chỉ mở hộp cho anh em xem. Quan trọng nhất là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cài cái Google cho anh em nào mua online những sản phẩm này của mình. Thì hiện tại bên sản phẩm này mình đang bán online rồi nhá, mình đã ship đi khoảng 4 đơn rồi thì phải. Anh em nào muốn đặt sớm thì cứ đặt hàng cho nó sai cho mình, bán vào trên VN nhá. Đấy, hoặc là để lại số video, số điện thoại ở cái video nào thôi ở dưới comment đấy thì mình sẽ gọi luôn. Đó. Hộp thì đóng gói nó chỉ như Redmi Note 9 Pro 5G với lại cả những chiếc Redmi ngày trước thôi. Đó, thì ở đây có ghi là design by Redmi này. Chắc chắn là đây nó sẽ có một cái ốp lưng rồi. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng tàu này. Đây là phiên bản thị trường nội địa nhá. À, tầm bằng tiếng tàu thôi. Có một quyển duy nhất. À, phiên bản quốc tế thì nó có một quyển thì còn. À, có một cái ốp lưng bao cao su silicon như bình thường thôi, như tương tự các sản phẩm khác thôi. Cái này cũng làm dày lên để có thể là không bị xước. Phía trên này là nhìn là biết là sẽ có hồng ngoại rồi đúng không? À, mình sẽ bỏ cái máy sau bên. Chút nữa thì mình sẽ nói về cái máy sau, mình nói qua phụ kiện đã. Đó, có một củ sạc. Có một củ sạc MDI11EX. Đó, mặt củ sạc này tương tự như củ sạc của Redmi Note 9 Pro 5G ấy, cũng tương tự như sản phẩm Redmi K30S. Đây, tương tự nha. Thị trường nội địa Trung Quốc thì chân sạc dẹp như này. Ở Việt Nam thì chân tròn rồi. Đó, và một cáp Type-C. Đó, một cáp Type-C này. Thì cái sản phẩm này thì mình đầu tiên là mình cứ nghĩ là nó sẽ như con Mi 11 đấy. Nó sẽ là như con Mi 11, nó sẽ là cái hộp và nó sẽ không có củ sạc. Nhưng mà ở đây thì nó vẫn là như những sản phẩm trước thôi, nó vẫn có củ sạc và có dây sạc bình thường. Chứ còn như con Mi 11 là hộp nó rất là mỏng, hộp nó tương tự như hộp của chiếc iPhone 12 và gần như là S21 rồi S21 Ultra Y như vậy thôi. Đây là mình sẽ lấy con Mi 11 cho anh em xem nhá. Đây này, hộp của Mi 11 anh em này. Đó, hộp của Mi 11 thì nó mỏng dính như này này. Thì bên trong này nó không có củ sạc, nó tặng theo củ sạc ở đi theo cùng thôi. Đó, thì sản phẩm Mi 11 này anh em mà quan tâm thì cứ comment bên dưới video thì mình sẽ làm một clip riêng nhé, bởi vì sản phẩm này mình bán không chạy lắm, thành ra số lượng mình lấy về ít thôi. Có một số máy thôi. Đó, Harpanken này. Đó, bỏ con Mi 11 sau bên nhé, không có củ sạc đâu. Nhưng sản phẩm K40 này thì nó vẫn có củ sạc như bình thường. Nó chỉ tương tự như Redmi Note 9 Pro thôi. Đó. Và bây giờ là máy nhá. Đây. Mạnh ở cái gì nhỉ? Mạnh cái gì nhỉ? Đó, 4 camera, có 2 camera rất là to đây này. Đó, thì kia về cái vấn đề mà review đánh giá của sản phẩm này ấy, thì mình sẽ không nói nhiều nữa, bởi vì đang rất là nhiều các bạn ở trên mạng chuyên làm review, các bạn đã làm clip rồi. Còn cá nhân mình không làm review giỏi ấy, mình làm anh em chỉ có chửi thôi. Thế là mình sẽ không làm, mình chỉ tập trung vào cái là mình sẽ hướng dẫn anh em cài Google Play và
và xin quyền để chúng ta có thể chạy tiếng Việt được. Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp đấy nha. À, mình sẽ bóc siêu đấy nha. Đó, máy mới thì nó sẽ nguyên tất cả như vậy. Ok này. À, mình sẽ mở nguồn đây này. Đó. Ừ, mình thích cái cụm dưới này này. Đó, em nhìn nhé. Cái cụm dưới này nó sẽ là cái viền này, nó sẽ phay mờ này. Nó sẽ làm phay, nó sẽ làm kiểu như kiểu mờ này, rất là đẹp nhá. Xong rồi có đường gân này. Đó, bóng này. Đây. Bóng này, đó, rất là đẹp nhá. Xong phía dưới này. Nhìn đẹp chưa? Đó, rất là đẹp luôn. Chỗ này là khay thẻ, khay SIM này. Và ý là sẽ là bóng nguyên một khối như này. Thực sự là chất lượng hoàn thiện rất là chi tiết và đẹp nhá. À, trong cái này. Đây là cái này là chúng ta có thể lắp hai SIM hai mặt giống như tương tự như sản phẩm iPhone 12 hai SIM ấy. Đó. Phía trên này cũng vậy này. Đó, thêm một giải loa trên này nữa này. Đó, cũng là ôi mình cứ tưởng là cái này nó có hồng ngoại. Mình cứ tưởng là cái này nó sẽ là hồng ngoại giống như chiếc máy khác. Mình gà quá. Hóa ra đây là cũng là loa luôn. Đó, bây giờ mình sẽ kích hoạt nha. Mặc định là sẽ là Mui 12 luôn. Thì đấy, phiên bản này phiên bản nội địa Trung Quốc ấy, thì khi mở lên khi các bạn mua và box seal ra chuẩn box seal của Trung Quốc ấy, thì mở lên là nó chỉ có tiếng Anh này. Mê cả tiếng Trung Quốc thôi, Trung Quốc ở các vùng của Trung Quốc, ví dụ Tây Tạng các thứ là có ở đây nữa. Đó chứ nó không có tiếng Việt hay không có một ngôn ngữ quốc tế nào khác. Và thì bây giờ là chúng ta sẽ kích hoạt bên trong. Thậm chí là nó sẽ không Google, điều này chắc chắn anh em biết rồi đúng không? Nó sẽ không Google luôn. Đó. 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 Rồi, ok chưa? Đó, khi kích hoạt xong là nó sẽ không Google luôn. Đó, hiểu chưa? Sẽ không Google nhá. Nó chỉ có toàn những ứng dụng của Trung Quốc linh tinh thôi. Thì bây giờ là cái việc đầu tiên là chúng ta muốn dùng được ấy là chúng ta phải cài Google vào trước. Đó, cài Google vào trước thì đơn giản thôi. Tất nhiên là khi kích hoạt lên chúng ta kết nối Wi-Fi nhá. Đó. Đây, mà có Wi-Fi của mình đây. Sẽ kết nối nhá. Đó. Hiện tại nó bị đầy à? Nhiều người bắt quá. Họ lại kết nối cái khác vậy. Rồi, cái này kết nối rồi. Đó, kết nối Wi-Fi xong rồi chúng ta sẽ vào cái chợ của Xiaomi ấy, cái app này. Chúng ta sẽ vào con này nhá. Ok đi. Chúng ta sẽ tìm luôn cái Google ở đây. Đó. Ta sẽ tìm luôn cái Google ở đây nhá. Ok rồi, vừa rồi mạng chậm quá thì mình kết nối mãi được nha. Đó thì khi vào cái ứng dụng Get App này này. Đó, Get App này. Sau đó chúng ta sẽ tìm Google ở đây. Google nhá. Rồi, tìm Google ở đây nhá. Đó, nó sẽ lên như này này. Thì chúng ta đừng vội tải cái này về nhé. Chúng ta sẽ vào cái dưới cùng. À, ở trên này nó có sẵn này. Các em nhìn nhé. Google Play được, nó đã có rồi. Ở trên này nó sẽ báo là update này. Và chúng ta có thể update. Nhưng mà mình sẽ, tốt nhất là mình cứ cài đầy đủ Google đi. Mình sẽ vào cái chỗ, mình xem lại anh em nhé. Mình tìm Google này. Sau đó mình sẽ vào lại cái dưới cùng này, mình chọn cái mức này này. Đó, sau đó mình sẽ chọn tải cái này về. Tải này về nhá. Ấn ấn mở lên này. Đó, xong ấn tải xuống này. Thì bây giờ nó sẽ tải tất cả những cái dịch vụ Google ấy, bởi vì không chỉ là có Google lên là xong, mà chúng ta phải tải cái Google đây. Ví dụ Google Service Firmware này, có nghĩa là kết nối internet Google nhá. Đó. Đây nó báo như này thì nó đã là cài rồi, nó đã là cài Google Play rồi. Thì chúng ta chỉ cần update Google Play là xong. Còn nếu là nó chưa có anh em ấn cài đặt đến 100% là xong nhá. Đây, chúng ta áp lên cái này lên, nó sẽ hiển thị lên này. Đó, thì những chiếc máy này nó được cài sẵn Google bên trong và chỉ việc là chúng ta cài, chúng ta bung ra thôi. Đúng không? Đó, rất đơn giản, mình sẽ cài xong là mình sẽ cho anh em xem nhá. Đấy nhá, sau khi update xong ấy thì nó có luôn cái nút open này. Thì nếu ra màn hình chính này, đó anh nhìn thấy không? Nó nằm sẵn rồi. Thế thì cài cái Google cho sản phẩm là rất là đơn giản thôi, bởi vì là Xiaomi đã tích hợp sẵn tất cả các phần mềm rồi, chúng ta không cần phải cài cái phần mềm này làm gì cả đúng không? Không phải cài cái này. Update xong rồi, còn nếu mà máy nào anh em mà chưa có Google thì chúng ta cài này và chúng ta cài đầy đủ vào nhá. Đó, và cái quan trọng nhất không phải là để một tuần sau là sẽ có tiếng Việt đâu nhá. Nhiều anh em hiểu lầm cái vấn đề là ok bật lên dùng một tuần sau sẽ có tiếng Việt, không có việc đấy nhá. Mà cái việc có tiếng Việt bây giờ là chúng ta phải xin quyền để chúng ta có thể chạy tiếng Việt được. Thì cái việc này chúng ta cần chuẩn bị nhá. Chắc chắn là chúng ta phải có cái này. Đầu tiên là chúng ta chuẩn bị là một cái SIM 4G. Cái SIM là phải có kết nối 4G nhá. Cái SIM là phải có kết nối 4G này. Đó, mình lấy chính cái SIM của mình ra ở đây. Và chúng ta phải có một cái SIM có kết nối 4G.
có thể là tạo Mingla rồi hoặc có thể chưa tạo, nhưng bắt buộc một điều là trong vòng một tháng gần đây là chưa từng ăn lắp một chiếc máy nào để chạy tiếng Việt đấy, thì chúng ta mới làm được, đúng không? Ok, lắp vào nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản Mingla đã được tạo ra vào. Còn nếu chưa có Mingla ấy thì chúng ta sẽ ấn là tạo thôi là sẽ được. Đó, nó tự động nó sẽ lắp, lắp cái sim vào tự động nó sẽ lắp và chúng ta sẽ cài được đây. Tự động nó nhận dạng cái sim của mình nhá và sẽ cài được. Đó, mình đã có tài khoản rồi thì mình chỉ ấn next thôi là xong. Còn nếu mà anh em chưa có thì ấn next thì nó sẽ báo là chưa có, chờ tin nhắn về là được. Đó. À, sau khi đăng nhập Mingla vào nhá. Ồ, không phải này. Hình như là mình quên bố mật khẩu rồi. Thôi để mình đặt lại mật khẩu đó nhé. Đó, đặt lại mật khẩu đơn giản thôi. Ấn số điện thoại bên là xong. Đăng nhập xong nhá. Đăng nhập xong này. Ok. Bây giờ đăng nhập xong rồi nhá. Thì chúng ta sẽ thoát ra, chúng ta sẽ vào cái mật My Device này. My Device cho chúng ta vào OSpec nhá. Chúng ta sẽ chọn cái MIUI này, chúng ta gõ vào đây. Cho mình 5 lần. Đó, nó hiện lên là chúng ta đã trở thành nhà phát triển đấy. Dịch tiếng Việt là như vậy, đúng không? Đó, sau đó chúng ta lại back lại này vào cái phần đây, vào phần đấy nhá. Auditional setting nhá. Mình phát âm tiếng Anh không chuẩn lắm đấy, bà nghe sẽ đừng cười nhá. Đó, chúng ta sẽ vào phần dialog option này. Đó là nhà phát triển đấy. Cái nhà phát triển đấy, chúng ta sẽ vào cái mục là Mianlock status này nhá. Đây, thì vào đây ấy. Thì bây giờ chúng ta add nhá, thì ở trên này nó ghi rõ này. Đó. Và sim card vào thiết bị này và tắt wifi đi. Có nghĩa là vào dùng dữ liệu di động thì mới làm được. Chúng ta dùng wifi chúng ta không được nhá. Thế nên là mình bảo anh em bắt buộc phải có một cái sim là có dữ liệu di động. Có dùng 4G chứ sim mà hết tiền không 4G chúng ta sẽ không làm được việc này đâu nhá. Và bây giờ chúng ta tắt wifi đi, bật dữ liệu di động này. Đó, nó có 4G nhá. 4G hoặc 3G cũng được, chúng ta chỉ dùng chút dữ liệu thôi. Đó, ấn vào nhá. Và chờ đợi. Đấy. Chờ một chút nhá, khi nào nó hiển thị lên thì chúng ta mới thành công. Đó. Ok, nó hiện chưa? Anh em thấy chưa? Đó, sau khi hiện như thế này ấy, thì là chúng ta sẽ chờ một tuần sau và chúng ta dùng chính cái tài khoản này là chúng ta có thể unlock bootloader để mở để có thể là chạy được tiếng Việt. Thì bước này nó gọi là xin quyền chạy tiếng Việt hay là gọi là đăng ký để chạy tiếng Việt để unlock này hay là cái gì đó. Chúng ta cái hiện đại loại luôn là như vậy, cái này rất là quan trọng. Sau một tuần sau thì sẽ cài được tiếng Việt. Đúng một tuần nhá. Bây giờ là 6:05 buổi chiều hay là 18:05 ấy. Thì đúng vào 18:05 của ngày thứ 3 tuần sau ấy thì là chúng ta mới chạy được, còn nếu trước lúc đấy thì chúng ta sẽ không chạy được, phải đúng sau cái sau cái thời gian này thì chúng ta mới chạy được nhé. Có thể để 7 ngày hoặc 8 ngày hoặc là có thể lâu hơn nữa là chúng ta đều chạy được. Anh em lưu ý như vậy. Thì nếu mà trong tuần sau thì có cơ hội thì mình sẽ làm lại luôn cái clip để chạy tiếng Việt cho con này để cho anh em xem luôn. Anh em cùng chờ đợi nhá. Đó thì đơn giản như vậy thôi. Ngày hôm nay thì mình chỉ mở hộp nhanh và mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm như vậy. Nếu anh em nào mà chưa làm được hay là có thắc mắc hay là muốn mua cái sản phẩm này ấy, thì anh em có thể là comment dưới video của mình hoặc là đặt hàng trên website là mm.vn ấy, hoặc điện thoại cho mình theo số điện thoại là 025 652 6789 hoặc 0888 641. Đó, anh em có thể là liên hệ vào số điện thoại đấy hoặc là chat trên Facebook là mm.vn thôi, thì mình sẽ ship cho anh em hoặc là mình sẽ hướng dẫn anh em cách để cài đặt. Đó, thì nếu mà trong trường hợp mà anh em mà không làm được thì anh em có thể gửi bên mình để bên mình làm tiếng Việt cho. Đó, những sản phẩm là như vậy, còn bên mình sẽ ship toàn quốc cho anh em, thì có thể là mình sẽ bóc hộp và mình sẽ kích hoạt trước, hoặc là cũng có thể là anh em ở đấy anh em sẽ gọi lại cho mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm cái bước kích hoạt này. Đó, anh em xem clip này thấy hay chia sẻ mọi người xem nhá, cho mình một like ủng hộ nhá, cho anh em xem clip, chào tất cả anh em.